sáng 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Dự lễ khai mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương. Về phía Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trương Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trước khi khai mạc kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã làm lễ tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đảng viên Cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, người đại biểu Quốc hội cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát to lớn không gì bù đắp được đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng tiếc thương, ghi nhận đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các vị đại biểu Quốc hội đã dành một phút tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, nội quy kỳ họp Quốc hội và ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8 để xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp diễn ra trong một ngày, thứ Hai, ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại Tòa nhà Quốc hội. Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác, phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8 diễn ra sáng 26 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp diễn ra trong một ngày tại nhà Quốc hội. Theo ông Mẫn, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận cho ý kiến về việc miễn nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để nhận công tác khác. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp để nhận nhiệm vụ công tác khác. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm một Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghỉ công tác, bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc bổ sung một Phó Thủ tướng, phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Tư pháp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội sẽ diễn ra trong một ngày 26 tháng 8 để xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có thông cáo báo chí về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15. Theo đó, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp sẽ diễn ra trong một ngày bắt đầu từ 8 giờ thứ Hai ngày 26 tháng 8 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trước đó, ngày 16 tháng 8, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
sáng ngày 15 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước nhằm thông tin về tình hình của Đảng, của đất nước trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương. Trước khi bắt đầu hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng ta. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị, báo cáo một số công việc và những kết quả chính mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được trong những tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự buổi gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa này, trân trọng gửi tới các nguyên lãnh đạo cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt đẹp. Sau khi nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định những thành tựu đạt được trong thời gian qua là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu, đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước ta. Cho rằng, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều biến động khó lường, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không được chủ quan lơ là trong bất kỳ tình huống nào, không được để bị động, bất ngờ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo, tập trung lãnh đạo, bảo đảm bứt phá, tăng tốc, sớm về đích hiện thực thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với quan điểm, phương châm nhiệm vụ giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Thông tin thêm tới lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Thường trực tiểu ban văn kiện cũng đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm văn kiện đại hội, đảm bảo hoạch định đường lối chính sách phát triển đất nước trong những năm tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải công xây dựng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, bài học quý báu, giải phóng mạnh mẽ nguồn lực sản xuất, mở ra triển vọng phát triển mới, sớm về đích để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.